Kể chuyện chiến trường ca, tác giả Nguyễn Tuấn, giọng đọc Hải Yến, số 6. Tôi cho đội hình nghỉ lại tại chỗ, không thấy anh nào nhúc nhích. Mặt tái nhợt đi vì tiếng nổ lúc nãy, chân tôi cũng mềm nhũn không thể bước nổi. Vấn một điếu thuốc tự liên hoan cho mình. Khi đến bãi mìn của C6, tôi bắn báo hiệu bằng 3 tiếng súng. Trong doanh trại C6 cũng bắn trả lại một tiếng. Vậy là an toàn. Vừa tới C6, gặp ngay trung đội trưởng Hồ Ngàn băng bó kín người, máu vẫn còn loang trên vạt áo. Chưa kịp hỏi, Ngàn đã kể lể. Đồng Hương ơi, chúng nó vừa tập kích, đông lắm, mình đau quá trời, mảnh găm đầy người đây này. Thằng bộ hy sinh rồi Đồng Hương ơi, nó chết thảm quá. Tôi an ủi qua loa cho hắn yên tâm, nhưng thừa biết hắn đang mừng thấy mẹ được post tặng cho tấm thẻ bài miễn tử, đang sướng từng từng trong bụng, cứ lẩm bộ lẩm tịch. Tôi bàn giao cho Lựu tấm bản đồ. Đám lính lạc đà lại trở về dê bộ với 3 ca cáng, 2 thương binh, 1 tử sĩ. Tôi đi xuống anh nuôi báo cơm, mượn cái chậu đi tắm. Không biết khi chết hụt có bị vãi ra quần không. Dây mìn trong rừng chiều. Chiến sự ngày càng ác liệt. Các ca tử vong vẫn từ trên D9 đưa về. Lính C6, C14 cũng lác đác hy sinh. Tất cả đều đổ về D8. Tôi lại là người dẫn đường đưa các đoàn khiêng cáng từ đại đội 6 về tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 8. Nghĩa trang D8 ngày càng rộng ra. Thợ xẻ của tiểu đội đóng quan tài hoạt động hết công suất, nhưng cũng không đáp ứng đủ. Lắm lúc vẫn phải chôn bằng túi ni lông. Để giảm bớt thời gian vận chuyển của C6 xuống tiểu đoàn, ông Vẳng, chính trị viên tiểu đoàn, quyết định đặt vị trí trung chuyển tại một ngầm nhỏ giữa khu vực C6 và C5 đảm nhiệm. Chúng tôi hay gọi là ngầm C5. Vậy là chúng tôi chỉ đi mất 7 km đường rừng nên không vất vả lắm. Cũng từ đó tôi ít trở về tiểu đoàn bộ, ít được sinh hoạt với tiểu đội trinh sát. Vô tình tôi trở thành anh lính xung kích của C6. Hôm nay tôi dẫn đường đưa một ca tử của D9 xuống ngầm C5. Ca này để đã lâu nên mùi tử khí bốc lên nồng nặc, nước dịch chảy ra ướt sũng võng cáng. Tôi đi đầu không bị ảnh hưởng mùi hôi đó. Mấy anh D9 khiêng cáng dù bịt khăn nhúng nước kín mũi nhưng thỉnh thoảng vẫn nôn ọe, nhất là lúc nghỉ giải lao. Từng đàn nhặng bu vào võng hút dịch và đẻ trứng trắng xóa. Đến ngầm C5 cũng đã về chiều. Lúc này đã có vài lính C5 đứng chờ. Lính chốt đường thậm khổ, quần áo rách tứ tung, tóc tai bù xù như thổ phỉ. Tôi gặp ngay Toàn Béo, người đồng hương mà tôi thân nhất. Hai thằng mừng mừng tủi tủi. Toàn dúi vào tay tôi một bịch thuốc dê, thêm 2 bao thuốc lá Apsara, rồi nói: địch bao vây và cắt đường về Cam Tuất rồi, vì vậy chưa có quà mùng 2 tháng 9 đâu. Hai bao Apsara này của Dương Khỉ, nó được ra viện bằng trực thăng gửi về. Còn thuốc dê, chúng mình gom của tất cả đồng hương gửi cho ông đấy. Nhớ giữ lấy cây gáo nhá. Khi nào được về tiểu đoàn, sẽ tổ chức liên hoan. Tôi nhận quà mà rơm rớm nước mắt. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ ấm lòng. Đồng hương còn là bao nhiêu đâu, chúng nó lần lượt hy sinh. Có đứa thì đảo ngũ, chỉ còn lại vài thằng thề quyết không làm bậy để giữ thể diện cho gia đình mình. Gặp được đồng hương như được nhìn thấy quê hương, gia đình ruột thịt của mình vậy. Ngồi nói chuyện một lúc lâu, bàn giao đội hình khiêng tử của D9 cho C5. Định quay về hướng C6 đang chốt đường thì anh Phân, người Hòa Bình, trung đội trưởng C5 gọi lại: Tuấn chờ lát, có đoàn cán bộ cần lên D9 ngay trong ngày. Nhiệm vụ này không có trong kế hoạch của tôi nên tôi cự lại. Anh biết
Bây giờ là mấy giờ không? Gần 4 giờ chiều rồi mà chưa thấy đến, cắt rừng làm sao đi đêm được? Không cần cắt rừng, cứ đi trục đường. Ông Vẳng đã điện cho C6 bảo vệ trục đường rồi. Sáng sớm địch mới ra hoạt động, gài mìn cơ. Không lo. Mẹ kiếp. Cứ như ông ấy ăn cơm nắm nằm hầm với địch. Lão chỉ là anh thủ kho của tiểu đoàn, mới được phong chức bê trưởng bộ binh vài tháng mà phán cứ như thánh sống. Vì nhiệm vụ nên vẫn phải chờ, trong lòng thì tức nghẹn. Một tiếng sau, thấy Kiên trinh sát dẫn một đoàn cán bộ đến. Kiên là tân binh, vừa vào trinh sát, nghiệp vụ còn non. Tôi hỏi, sao muộn vậy? Hắn không nói gì. Tôi biết ngay bị lạc, nên cũng không hỏi thêm. Nhìn đoàn cán bộ, tác phong chỉnh tề, áo quần xếp ly, mũ cối có sao lóng lánh, vai đeo xà cột da, mỗi người một cây AK cũng bóng nhoáng. Một đội hình bóng lộn sạch sẽ, thơm tho, khác hẳn với lũ lính chiến mọi rợ của chúng tôi. Tôi đoán đây là những cán bộ cấp sư đoàn hoặc quân khu, chứ không phải loại lèng tèng trung đoàn. Tôi nhanh chóng dẫn đoàn trở ngược về hướng Tây, hướng của C6, trong đầu lập ngay phương án cắt rừng. Nhưng không ổn, về đến C6 kiểu gì cũng tối, đêm tối vào bãi mìn thì chết cả nốt. Giờ này may ra còn có lính chốt đường của C6. Tôi quyết định đi theo trục đường. Lính trinh sát chúng tôi không thích dẫn đầu trên trục đường, nhưng không còn sự lựa chọn. Đã đi được 2 km rồi mà không thấy một bóng ai. Nguy hiểm nhất là trong rừng xanh. Rừng tối mù, làm sao nhìn thấy được mìn đè, mìn vướng. Tôi cố tăng tốc đi như chạy. Nhìn mặt đường thấy những vệt chổi kéo dài. Tôi biết đây là sáng kiến của lính bộ binh C6. Khi rút về, thường chặt những cành cây kéo lê trên mặt đường để tạo ra những vết lằn kéo dài in hẳn trên đất. Khi sáng ra, có dấu chân hoặc vết đào bới lạ là phát hiện ra ngay. Trước mắt tôi là rừng xanh. Quan sát mãi mà không thấy bóng dáng lính chốt đường đâu. Một khoảng rừng dài 2 km, cây cối sum suê. Lính C6 thường kháo nhau, có hổ về. Địch cũng hay phục kích ở những đoạn rừng xanh như vậy. Tôi không lo lắm khi gặp địch hoặc gặp hổ, vì mình đã cảnh giác và chủ động rồi. Các anh sĩ quan có lẽ còn giỏi hơn chúng tôi, vì các anh đã từng dày dặn chiến đấu trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Lúc này trời đã nhá nhem tối, vào rừng xanh gần như nhọ mặt người. Tôi vẫn căng mắt nhìn dưới chân. Một lát nữa thôi là mặt đường chỉ còn 2 vệt lờ mờ, rồi bóng tối sẽ sập xuống. Bỗng tôi phát hiện dưới mặt đường một vệt ánh sáng mảnh, rất yếu ớt, mỏng manh như sợi tơ nhện. Nhìn kỹ, đó là sợi dây mìn KP2 căng giữa đường cái. Tôi quỳ thụp xuống, tất cả đội hình cũng quỳ xuống rất bài bản, chuẩn bị chiến đấu. Phía bên kia rừng xanh cũng lách cách tiếng vũ khí. Tôi đánh liều gọi tên lính C6. Anh Sắc ơi, Tiết ơi, C6 ơi, tôi Tuấn đây, bộ đội Việt Nam đây. Tuấn Hỷ, sao về muộn thế? Đứng yên để tôi gỡ mìn đã nha. Một lúc sau, thấy bê trưởng Phạm Tấn Sắc đi ra gỡ mìn và nói, nếu không lên tiếng thì tôi cho nổ súng rồi. Cuối đội hình còn một quả mìn Claymore đấy. May cho các anh. Sao bảo bọn anh được thông báo chốt đường đón đoàn cán bộ lên D9? Có ai nói gì đâu. Nếu thông báo tụi này đâu dám rút. Ây, lão phun răng vàng, thật là. Thôi, anh cho vài lính dẫn các anh ấy về cho kịp. Tôi và đoàn sĩ quan được lính bộ binh dẫn đến doanh trại C6. Trời cũng vừa tối om. Tôi hỏi một anh có vẻ là chỉ huy. Các anh về C6 tụi em ngủ rồi sáng mai đi tiếp. Anh bắt tay tôi cảm động. Cảm ơn em rất nhiều. Tụi anh phải qua C14 ngay lúc này. Trinh sát D9 đang chờ. Hẹn xong việc, anh em mình sẽ gặp nhau. Rồi từ đó, không thấy các anh trở về. D9 cũng không qua con đường này nữa. Có lẽ các anh trở về bằng máy bay trực thăng. Và cho đến bây giờ, già rồi, vẫn không thể quên một chuyến đi.
trận phản công đêm 30 Tết. Hai đơn vị tựa lưng vào nhau, cùng cộng sinh trong một khu vực rừng thiêng rộng lớn ở A Long Veng. Mỗi đơn vị có những đặc tính khác nhau. C-14 ưa phòng thủ, bởi là một đại đội hỏa lực 12 ly 7 nên doanh trại được bố phòng như một thành lũy thời Trung Cổ. Những hàng rào ken kín bao quanh doanh trại. Ba mặt được bố trí những họng súng cao xạ đặt tà âm để cản bước quân thù. Có một vài lần địch tập kích vào C-14 bị 12 ly 7 khạc ra những loạt đạn uy hiếp. Tức khắc địch cầm tiếng súng chạy mất. Từ đó chúng ngại tập kích vào C-14 nhưng ngại đụng vào một hang rắn hổ mây. Chúng tôi cũng ít khi qua chơi đơn vị C-14. Chỉ gặp nhau ở khúc suối dùng chung của hai đơn vị. C-6 nằm hướng đông bên kia suối. Bố phòng sơ sài vì là một đơn vị bộ binh chủ công quen đánh vận động nên bố trí khác hẳn. Những căn nhà thùng của C-6 đào sâu xuống 2 mét, kè cây phủ đất như những chiếc lô cốt thời Pháp thuộc. Sau lưng, ken dọc những cây cao khoảng 4 mét làm hàng rào chống B-40. Ngoài cùng là giao thông hào chạy quanh đơn vị, nối liền với các trung đội. Ngày đêm được cắt cử canh gác cách xa đơn vị khoảng 100 mét, tạo ra những khoảng trống để bẫy địch nếu chúng tấn công. Chiều 30 Tết năm Tân Dậu 1981, vì tiểu đoàn bị địch bao vây chia cắt chặn đường tiếp tế nên toàn bộ tiểu đoàn không nhận được quà Tết. Thường thường những ngày này mỗi đơn vị được cấp 2 con heo hoặc 1 con trâu thịt ăn túy lúy. Nhưng Tết này hẩm hiu quá. Các lính bộ binh phải chia nhau chốt đường mất một nửa quân số. Mỗi trung đội chỉ còn lại 5-6 người. Tôi trải tấm bản đồ quân sự ra ngắm nghía, nhìn phía tây An Long Veng, khu vực Sam Rang, nhà cửa san sát, chắc nơi này chủ phú. Ước ao có một ngày nào đó được đóng quân tại nơi này. Nhìn xuống phía nam, cách khoảng 100 km là đền Angkor Thom và đền Angkor Wat xếp vuông vắn trên tấm bản đồ. Tôi đang chìm đắm trong chuyến du lịch tưởng tượng, thì ông bạn Hà Quang Minh tới. Đó là người đồng hương duy nhất còn ở lại C-6 với tôi. Minh rủ tôi qua B-6 cùng ăn tất niên. Mâm cỗ chiều 30 gồm có một đĩa xôi thơm phức, một con gà luộc và một bi đông rượu gạo. Như vậy là quá tuyệt vời. Lâu lắm rồi không có chút men trong người. Minh tuy là lính C-6 nhưng đi học tiếng Miên 6 tháng nay, giờ mới trở về đơn vị. Mình được tiếp xúc với dân, được nói chuyện, được tán gái bản xứ, được ăn bao nhiêu của ngon vật lạ. Nhiều câu chuyện được Minh kể ra làm chúng tôi phấn khích. Mình nói, tâm lý bọn địch cũng như ta thôi, vì cũng là con người. Họ cũng biết yêu thương, thù ghét. Nếu không bất đồng ngôn ngữ, họ cũng có thể thông cảm và hiểu được nỗi lòng của lính mình. Tôi cứ nghĩ đến những trận chiến tôi từng trải qua, cũng như nhiều người kể lại, thì lính ta bị bắt hầu như thành ma không đầu. Chúng là một lũ đao phủ vô nhân tính. Nói chuyện một lúc, mâm cơm được bày ra. Tôi thủng thẳng ra sau hè giải quyết nỗi buồn. Ngửa cổ ngắm tán cây xăng lẻ, hoa tím đã nở rộ một màu tím man mác buồn, màu tím của hoa bằng lăng hòa lẫn với sắc tím của buổi chiều biên giới. Phía xa xa, gần cổng doanh trại, thấy lố nhố một đám lính đang lúi húi bên hàng rào. Tôi trở vào nói với Minh. Hôm nay 30 Tết, ông Sắc cho lính về sớm vậy. Vô lý, hôm nay được lệnh ngủ trong rừng cơ mà. Thôi kệ, ăn đã. Vừa phủi chân leo lên sạp, thì bỗng một loạt AK rộ lên trong vọng gác. Chúng tôi lăn mình xuống đất. Bất ngờ hai quả B-41 nổ đinh tai phía sau nhà, nơi tôi vừa đi tiểu. Vơ vội súng ống trên giá, chúng tôi lao ra chiến hào. Lúc đó Thái cũng từ vọng gác lui về. Lính các tiểu đội cũng vào vị trí chiến đấu. Tiếng súng các ngả rộ lên, đạn cối của địch rầm rập nổ trong doanh trại. Tiếng địch la hét vang khắp rừng. Đạn tiểu liên, đạn M79 đan xen tứ hướng. Một thằng cao to vác B-40 gác chân lên hàng rào.
Tôi nhanh tay bóp cò, nó đổ sập xuống hàng rào, quả đạn vẫn kịp bay ra đầu nòng, cầy trên mặt cỏ khói bụi mù mịt. Một tên cầm AK vừa nhả đạn, vừa kéo xác thằng B-40, nhưng Minh đã nhanh tay nhả những loạt AK chính xác. Nó rời bỏ tay đồng bọn rồi nằm bẹp xuống bụi gai xấu hổ. Lính C-6 thật thiện nghệ, nhanh như sóc vừa bắn vừa di chuyển khắp chiến hào. Một lúc sau, thấy anh Trường chính trị viên đại đội men theo hào chạy đến hỗ trợ. Phía các trung đội cũng bắt đầu nổ súng, từng loạt đạn 12 ly 7 của C-14 rộ lên khủng khục. Mùi thuốc súng nồng nặc khắp doanh trại. Chắc bị thương vong nhiều, bọn địch không dám tấn công nữa. Chúng lùi xa hơn, câu đạn cối và M79 vào đơn vị. Ngất tiếng súng, tôi quay về chỗ ở, ôm lấy tấm bản đồ và địa bàn, công cụ bất ly thân của lính trinh sát. Thấy mấy anh nuôi đang tư thế súng sẵn sàng. Thằng đi mũi tẹt, phá tan không khí nặng nề. Chưa bao giờ nó đánh mạnh như đêm nay. Nếu có lão Nguyên hỗ trợ bọn chúng, thì tụi mình chắc chết mất đồng hương nhỉ. Vừa nói dứt lời thì liên tiếp có 3 tiếng nổ ở phía bãi mìn của ta cài. Chết mẹ mày rồi, chúng chui vào bãi mìn của ta rồi đồng hương ơi. Thằng đi sung sướng nhảy cẫng lên reo hò. A-10 phát hỏa thêm một loạt cối 60 về hướng bãi mìn. Địch lại dồn dập nã pháo vào đơn vị. Tầm khoảng 9 giờ, Trưng liên lạc cầm đèn pin đi xuống tìm tôi. Anh Tuấn, anh Than đại trưởng nhờ anh gác một ca. Lính bộ binh đánh đấm cả đêm chưa nghỉ. Anh cố gắng nhé. Lính tiểu đoàn, quan đại đội. Từ khi lên C6 có bao giờ phải gác đâu. Chưa ăn uống gì cả. Hỏng hết cả bữa cỗ tất niên, có gà có xôi mà không được chén. Đành vào bếp kiếm miếng cháy ra giao thông hào ngồi vậy. Nồi miến công. Từ lúc địch đánh chiều 30 Tết vào C6 và C14 đến giờ, đêm nào chúng cũng tập kích vào đơn vị. Lúc thì đánh dồn dập các ngả, lính phải căng ra chống đỡ. Lúc chúng đánh tập trung mạnh vào một hướng, lại phải dồn về cố thủ. Có đêm, chúng đánh 3-4 lần, lính ta chạy ra chạy vào đến đứt hơi. Có lúc, chúng chỉ lẹt đẹt vài tiếng súng, chờ mãi cũng chẳng thêm được tấn công nào. Chiến thuật này khiến cho chúng tôi mất ăn mất ngủ. Vì quân số mỏng, một nửa phải ngủ ngoài rừng để bảo vệ trục đường, nên đơn vị không thể nóng ra truy kích. Tôi đã từng đi phối thuộc các đơn vị trong tiểu đoàn. Đi với C6 là yên tâm nhất. Lính bộ binh rất gan lì, từ cấp đại đội đến anh liên lạc, đều toát ra vẻ anh dũng không hề lo sợ khi đối mặt với quân thủ. Nhưng lúc này, nhìn vào ánh mắt các đồng đội, đã thấy sự bi quan, lính tráng bải hoài tinh thần, không khí căng thẳng bao trùm khắp đơn vị. Không còn những tiếng cười nói xôn xao trong doanh trại. Thực phẩm ngày một cạn kiệt, chỉ còn lại nửa tài cá khô, nhung nhúc giỏi. Thịt nạc xay còn vài hộp để dành lúc có thương bệnh binh nấu cháo. Lá rang nấu canh chua, ăn mãi cũng chán. Tôi rủ đi tẹt ra suối kiếm chất tươi cho anh em. Suối mùa này cạn khô chưa cát, cũng chẳng có rau gì. Chúng tôi không dám đi xa, chỉ quanh quẩn trong địa phận giáp danh C-14 và C-6. Có mỗi một vũng nước dùng chung cho hai đơn vị, nên không dám khoáng đục. Hai thằng đành lững thững trở về. Đang buồn trưa nay không có gì ăn, thì đột nhiên, Nguyễn Hồng Trưng liên lạc C-6 hồ hởi đi tới, trên tay xách một con công khá to quăng xuống nền bếp. Làm đi! Chiều nay chúng ta ăn Tết nha. Con công đực khá đẹp, đã chết cứng, bị mất đầu và gãy một bên cánh. Tôi nhanh tay nhổ vội vài cái lông đuôi để cài vào ba lô trang trí. Các lính cũng xúm vào vặt. Chỉ một loáng bộ lông đuôi trụi thủi lụi. Hóa ra con công này chết mìn tối hôm qua. Cái bãi mìn này một mình thằng Trưng tự cài, không có ai dám ra hướng đó. Chỉ có nó và tôi biết đường vào. Trưng rất tâm đắc trận địa này, trận địa của riêng nó. Địch cũng đã từng mất mạng vài thằng, mà đơn vị cũng được ăn thú rừng đều đều. Trưng thường nói đùa với các anh lính cựu. Các anh đừng có coi thường thằng lính liên lạc này nhá. Chắc gì các anh diệt được nhiều địch hơn em. Nếu được phong anh hùng, có khi em nhận danh hiệu trước các anh đó nghe.
trông tương đối đẹp trai, người cao giáo, tính tình ngang tàng, ăn nói dứt khoát, rất bản lĩnh đàn ông. Không như các liên lạc khác, trắng trẻo, nhỏ bé, lễ phép, Trưng truyền đạt mệnh lệnh cho các trung đội rất rõ ràng và có phần uy lực. Nếu được làm lính bộ binh thì đây cũng là một lính chiến chỉ huy cực kỳ gan lì, rất đỗi thông minh. Tôi rất thích tính cách của Trưng, anh em trong đơn vị cũng rất yêu quý Trưng. Các cuộc liên hoan ngầm ở các B đều thấy Trưng có mặt. Chiều xuống không còn bóng nắng chói chang, chúng tôi tụ tập giữa sân đại đội. Một nồi quân dụng miếng thịt công được hai anh nuôi khiêng ra. Lính tráng mỗi người một góc, vai vẫn đeo súng, xì sụp húp, miệng khen tấm tắc. Một nồi miếng công không bao giờ quên. Cách Tết muộn của lính bộ binh C6, tuy không gia vị, không hành ngò, chỉ cho thêm nắm mộc nhĩ tươi vừa nhặt được ở mấy khúc gỗ kè hầm. Vị ngọt của thịt công thấm mãi trong lòng tôi. Cho đến già, tôi vẫn nhớ cái cảm giác ấy. Đứng nhìn mọi người ăn ngon lành, ánh mắt Trưng tràn đầy hạnh phúc. Có lẽ nó đang thầm ước, ước gì ngày mai sẽ có những con thú lớn hơn bị vướng mình của nó, để rồi mang về tẩm bổ cho anh em, có thêm sức khỏe dồi dào, sẵn sàng chiến đấu lâu dài trong vòng vây của địch. Đêm hôm sau, không thấy địch quấy nhiễu, mãi đến 4 giờ sáng mới có một tiếng nổ lạc lõng trong bãi mìn. Thằng Đi nhổm dậy reo to, lại sắp có chất tươi ấm chân răng rồi Đồng Hương ơi. Tất cả anh em trong đơn vị khấp khởi chờ đợi. Sáng ra, Trưng đã nai nịt gọn gàng, miệng cười rạng rỡ, nói tếu với anh nuôi Xanh Điếc. Chờ nhá anh Xanh, chuẩn bị đun nồi nước, con này to lắm đấy. Hả? Mi nói cái gì cơ? Tất cả cùng cười rộ lên. Xanh Điếc ngơ ngác rồi cũng toe toét cười. Anh Lánh đại đội phó lóc cóc đuổi theo Trưng, vừa chạy vừa gọi. Cho anh đi với, tiện thể anh xem lại bãi mìn còn bổ sung thêm. Anh Bùi Văn Lánh trước đã từng là lính C-15 công binh E-29. Biết rất nhiều về cách bố phòng mìn. Anh vừa lên tháng trước, nhận chức đại đội phó C-6. Anh là người dân tộc Mường, quê ở Hòa Bình, dáng người đậm chắc. Tôi chưa từng đi cùng anh ngày nào, nhưng các lính C-6 nói anh chỉ huy rất được. Đám lính dõi theo cho đến khi hai người khuất dạng cây. Hai anh nuôi hì hụi đun một xong nước to, chưa kịp sôi thì bỗng nhiên một tiếng nổ khô khốc trong bãi mìn. Tiếng mìn QK5, mìn của ta. Tất cả ngây người chết lặng. Tôi và anh Than đại trưởng cùng mấy lính bộ binh lao về hướng bãi mìn. Lại một tiếng nổ rắn đanh, lần này là tiếng mìn KP2 của địch. Anh Than khựng chân lại như bị vướng mìn. Trưng ơi, Lánh ơi, các em ơi, anh gào lên trong nước mắt. Tôi lao lên kéo áo anh Than. Anh Than, bình tĩnh, sắp vào bãi mìn rồi, để em biết lối. Tôi đi theo những cọc tiêu bí mật mà Trưng đã chỉ cho tôi, qua khoảng rừng xanh đến bãi cỏ chanh đã cháy đen hết gốc. Tôi nhìn thấy anh Lánh đang ôm chặt ống đồng, máu loang trên mặt đất đầy tàn tro. Trưng nằm bất động bên cạnh con mang đã chết. Anh Lánh vừa rên vừa kêu trong cơn đau. Cẩn thận đấy, có mìn của địch gài, nhìn cho thật kỹ rồi vào. Tôi dò dẫm từng bước dẫn đội hình đến, cõng anh Lánh và Trưng ra khỏi bãi mìn, không thèm để ý đến con mang. Lúc này không còn ham muốn gì nữa. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.